Chúng ta xem xét một cái bài tập liên quan đến không gian với tử con. Ta chứng minh tập hợp các cái ma trận vuông cấp n có vớt bằng không chính là một không gian với tử con của tập các ma trận vuông cấp n với các phần tử thuộc tập phức hợp. Thì chúng ta lưu ý rằng trên tập hợp các ma trận này chúng ta đã định nghĩa phép toán cộng và nhân thông thường rồi ha. Cộng là cộng hai phần tử và cộng hai ma trận, nhân là nhân một số thực với một ma trận. Thì để chứng minh một cái tập con W của V, V là không gian vectơ ha, là một không gian vectơ con, chúng ta ký hiệu không gian vectơ con như sau ha. W là không gian vectơ con của V. Thì chúng ta cần kiểm tra điều sau, những cái điều sau ha. Điều V và V kép các rỗng, hoặc là ta chứng minh đơn giản là vector không của V thuộc vào V kép. Tiếp theo chúng ta kiểm tra alpha U thuộc vào V kép với mọi alpha thuộc tập số thực U thuộc V kép. Ta xét không gian vector trên trường số thật nha. Rồi U cộng V thuộc V kép với mọi UV thuộc V kép. Thật ra cái tính chất thứ hai và thứ ba này chúng ta có thể gộp chung lại alpha U cộng V thuộc V kép với mọi UV thuộc V kép. Alpha mọi alpha và sau chúng ta xem xét một cái tính chất khá là cơ bản của vớt. Chúng ta xét A, B là các ma trận vuông cấp n, alpha là số thật. Ta sẽ có những điều sau. Lưu ý rằng theo định nghĩa ha, vớt của ma trận A thì nó chính là tổng các phần tử trên đường chéo chính của ma trận A, I, D, chia từ 1 đến N. A thì chính là bằng A, I, G nha. A bằng I, G. I, G chạy từ 1 đến N. Rồi, đây là định nghĩa thôi. Vớt của ma trận A cộng B đi ha. Vâng. Tổng đi chạy từ 1 đến N các phần tử A, phần tử IG của ma trận A cộng B ha. Cái phần tử y của ma trận này thì thật ra nó chính là tổng các phần tử a y cộng b y. Thì cái tổng này tách thành là tổng những cái phần tử a y y chạy từ 1 đến n với tổng các phần tử a b y. Thì chúng ta sẽ có được vớt của ma trận A cộng B bằng vớt của ma trận A cộng vớt ma trận B. Rồi hơn nữa, vớt của ma trận alpha nhân A thì tương tự như vậy thôi, thì nó bằng tổng alpha AI y chạy từ 1 đến n thì bằng alpha lần vớt của ma trận A. Thì khi đó chúng ta sử dụng hai cái tính chất ở dấu chấm thứ hai và thứ ba thì chúng ta sẽ suy ngay được điều cần chứng minh ha. Bắt đầu chứng minh. Chúng ta có vớt của ma trận không
mặt trận vuông cấp n nha, thì hiển nhiên nó bằng không. Từ đây chúng ta suy ra được mặt trận không á, mặt trận vuông cấp n ha, mặt trận không cấp n nhân n thuộc vào W nhất. Tiếp đến chúng ta lấy với alpha thuộc tập số thật A, B thuộc tập hợp các ma trận vuông cấp N, các phần tử thuộc tập số thật ta có. Các bạn có thể sử dụng cái tính chất bên trên ha, vớt của alpha A cộng B thì bằng vớt của alpha A cộng cho vớt của ma trận B. Dùng tính chất đầu tiên ha, vớt của tổng hai ma trận bằng tổng vớt hai ma trận. Rồi dùng tính chất thứ hai bằng alpha vớt của ma trận A cho vớt của ma trận B. Ở đây mình sửa lại một chút nha, không phải sửa một chút, mình sửa hơi nhiều nha. Đây mình viết sai nè, AB thuộc W nha, chú ý cái vòng màu đỏ. AB thuộc W, do đó vớt của ma trận A bằng không, vớt của ma trận B bằng không. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được vớt của alpha A cộng B bằng không. Thì ra alpha A cộng B thuộc vào V kép. Đây là điều thứ hai. Nhớ là điều này đúng với mọi AB thuộc vào W, alpha thuộc tập số thật. Chính vì thế từ 1 và 2 chúng ta suy ra được W chính là một cái không gian vector con của V. Được không? Thông qua các cái phần chú ý bên trên á, chúng ta cũng sẽ có được vớt của cái ánh xạ vớt này nè, tác động vào đi từ MN vào MNR vào tập số thật là một cái ánh sáng tuyến tính ha. Một cái hướng tiếp cận đơn giản hơn sẽ dễ dàng thấy được rằng tập vi kép trên là một cái không gian vector ha, sẽ có đi từ MNR vào tập số thật làm cái ánh sáng tuyến tính ha. Thì lúc đó V kép nó chính là, để coi như là ánh xạ F đi, vậy để trình bày thôi, chính là cơ của F tập hợp những cái ma trận vuông cấp n sẽ cho F tác động vào cái ánh xạ đó, vào vào cái ma trận đó bằng không, được ha. Thì hiển nhiên nó là một không gian vector con của MNR. Đây là một cái cách tiếp cận khá thú vị ha. Rồi còn ở trên thì chúng ta chỉ cần sử dụng các cái kiến thức cơ bản về không gian vector thôi. Và chúng ta chú ý đến hai cái tính chất dưới. Dùng hai tính chất này chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp cái tập W chính là không gian vector con của tập hợp các ma trận vuông cấp N với các phần tử thuộc tập số thật. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây.